còn dám gặp mặt tôi nữa sao? Em đến đây để trả cho anh Tùng một bức thơ. Một bức thơ? Dạ. Tôi nhớ là tôi đã gửi cho cô nhiều thơ lắm mà. Tại sao hôm nay cô chỉ trả cho tôi có một bức mà thôi? Những bức thơ trước Tùng hiểu em, cho nên em xin giữ lại. Riêng bức thơ sau cùng này Tùng đã hiểu lầm bức em. Bức thơ sau này? Vì tôi đã vạch trần bộ mặt thật dối trá của cô. Dạ không, bức thơ sau này anh hiểu lầm em, cho nên cô em nên nói ngược lại là những bức thơ trước kia tôi đã hiểu lầm cô, sau này tôi hiểu đúng. Không phải như vậy đâu anh Tùng. Anh cho em nói cô đi. Còn muốn nói gì nữa cả? Cô đi đi. Anh cô đi ơi, đi. Anh đừng đuổi em. Tông à, chuyện gì mà ông ao bên đây với Tông hả? Kìa cô Hương. Dạ thưa anh. Cô đến thăm anh em chúng tôi đó. Dạ. Kìa sao cô lại khóc? Dạ em không có. Anh còn lạ gì nước mắt cá sấu sau khi con sấu làm thịt xong một con mồi, bao giờ cũng nhỏ vài giọt nước mắt để tỏ lòng hối hận. Tùng, em không nên dùng những lời nặng nề đó để miệt thị cô Hương. Cô thì... Hương không xấu xa như em tưởng gì đâu Tùng à. Sao? Không xấu à? Theo anh như vậy là tốt đẹp chứ gì? Đúng. Tùng, bây giờ em đã có vợ rồi, anh không cần phải giấu giếm em gì nữa cả. Tùng ơi, cô Hương xa em là do ở nơi anh đó. Sao? Do ở nơi anh? Phải, vì anh sợ. Anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng. Anh hai, thật vì sao anh hai? Phải, vì thế nên Hương mới âm thầm giấc áo đã đi, trong khi lòng Hương vẫn tha thiết yêu Tùng. Nước mắt cô rơi theo từng bước ngập, chân cô bước đi mà mắt không rời xa kỷ niệm. Còn quên cô hương đi, lòng của anh vẫn chưa nhưng căng quá vì lời căn đối của mẹ cha và vì danh giá của gia đình, cho nên anh phải cắn răng buộc lòng yêu cầu cô Hương đến xa Tùng dừng yêu. Anh hai, anh tàn nhẫn, anh tàn nhẫn lắm mà. Ôi, tôi biết việc làm hơi tàn nhẫn tôi sẽ mang lại cô nhiều đau khổ, nhưng trong hoàn cảnh này cô cần phải khóc, khóc cho thật nhiều, cho vơi bớt đi một phần nào của xót. Trong hoàn cảnh này những giọt nước mắt của cô có giá trị hơn liều thuốc hồi sinh. Nó sẽ làm sống lại mối tình đã kết liễm trong lòng Tùng từ bấy lâu nay. Cô Hương ơi, cô đã đi gần hết quãng đường dài cao đẹp vậy, tôi xin cô gắng sức thêm vài bước nữa, chớ đừng vì một phút yếu và nỗi lòng mà cô phải bỏ nhà. Trời ơi, tôi là ai? Tại sao tôi có thể nông nổi dễ tin, hời hợt trước một mối tình sâu đậm của một người vừa tốt đẹp vừa cao thượng chân thành như... Hương ơi, anh đã phụ em. Thank you.
Phật trong khi mọi việc đang bày, làm càng cho lòng em tan nát hồn. Anh hai ơi, em có thể làm gì để bù đắp cho sự thiệt thòi oan ức quá nỗi lớn lao? Đành đổi ra cuộc đời đầy kịch cường, trong năm thầm cay đắng nhận về mình tất cả cũng đau. Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua, những ngày tháng cùng ơi anh thấy vô cùng ai trước nghĩa cử cao đẹp của cùng vì hạnh phúc gia đình mà tôi bỏ anh nói ra trong tràn đầy ân hận. Tôi mong rằng cô hiểu cho tôi cũng về hạnh phúc của Tùng ơi, anh hãy xin quân đi kỷ niệm, hãy giữ gìn hạnh trong khi Tùng cưới vợ trả thù Hương thì trái lại Hương lặng lẽ hy sinh cả tương lai hạnh phúc mà hiến dâng trọn vẹn cho Tùng. Ôi còn gì cao cả cho bằng, vậy mà tự bay lâu nay Tùng nhận tâm nguyện lụa và kinh bỉ. Nhưng Hương ơi, miệt thị kinh bỉ vì ta đã hiểu lầm nhau. Ôi đớn đau thay khi ta hiểu ra, thì giờ đây Tùng cưới vợ xong rồi. Anh sống như thế nào để cho gia đình anh có hạnh phúc? Anh vui là em vui, anh có hạnh phúc là em mừng. Không, không đâu Hương ơi, em đừng có nói dối. Những đau đớn dâng tràn trong đáy mắt của em làm cho lòng anh chua xót. Hương ơi, không bao giờ anh quên được chuyện cũ, có nghĩa là anh không tự cho phép anh bỏ rơi em. Anh hai ơi, em không còn lòng dạ nào thương ai nữa hết. Em nói như vậy chắc anh hiểu ý nghĩ của em rồi. Ngày trước anh cho Hương là một cô gái xấu xa, nhưng em nghĩ cái xấu trong quá khứ không nguy hiểm bằng cái xấu của hiện tại. Còn cái xấu bên ngoài không đáng sợ bằng cái xấu trong tâm hồn. Tôi sẽ đi với Hương, dù chưa biết phải đi đâu. Hương ơi Tùng, Hương ơi, từ đây chúng ta gắn bó nhau mãi mãi, dù sống trong mái tranh vắt lá nghèo nàn. Tùng, bây giờ thì em đã rõ mọi việc rồi. Anh giao cho em trọn quyền quyết định, nhưng anh khuyên em phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định một việc quan trọng như thế này nhé. Anh có việc phải đi. Cô Hương, cô là người rất thông minh, rất sáng suốt. Tôi mong rằng chuyện này cô sẽ giúp Tùng giải quyết được. Và nhất là khi cô gặp lại người vợ mới cưới của Tùng, đàn bà dễ cảm thông với nhau không phải cô chặt cô. Nhất là khi cô gặp lại người vợ mới cưới của Tùng.
Hương, em nói với anh đi, nói gì cũng được. Tất cả đã muộn hết rồi. Bây giờ anh phải làm sao đây? Muộn hết rồi, Tùng ơi.